Hello anh em, nay mình thấy con chim hồng tước nè anh em. Đây con chèo bẻo con hồng tước khi nãy mới nhảy đâu rồi, đẹp lắm anh em ạ. Đây đây đấy, em đấy, sáng sớm lăn kính mình hơi bị mờ, anh em thông cảm đấy, đẹp lắm, khuất rồi. Ba con ba đội luôn, trong đó có con vàng anh nữa. Đây một con con hồng tước mà nó màu vàng là con mái nha anh em, người ta kêu nó là con hoàng tước, còn con màu đỏ là con trống, nó kêu hồng tước. Nói chung thì hai cái đó nó cũng là kêu hồng tước cả, nhưng mà anh em nào chơi chim thì biết sẽ biết con mái nó có tên riêng là hoàng tước. Thôi bán hàng chèo bẻo nha anh em, mình muốn bán con hoàng anh kia nó to hơn, nhưng mà nó bay đây vậy. Trời, mấy con kia nó bay loạn xạ, nghe nó rớt nghe đã. Kia một con nữa nè, nhưng mà mình đang đứng không có chỗ kê, đừng có kê được thì ngon nè. Còn bắn tay bò nè, cái kê này rồi bay, có chỗ đi đi nhặt.